Ốc Thanh Vân đối diện loạt tin đồn từ khi sang Australia định cư. Từ khi sang Australia định cư, Ốc Thanh Vân liên tiếp vướng loạt tin đồn không hay như ly hôn chồng, kết hôn giải hay gặp cú sốc lớn trong cuộc sống. Sau khi đưa các con sang Australia định cư, Ốc Thanh Vân liên tiếp bị dính vào những tin đồn thất thiệt về chuyện đời tư. Mới đây, nữ MC ngỡ ngàng khi biết có tin đồn cô sang Australia định cư theo diện kết hôn giả. Chấn động, đồn tôi ly hôn rồi giờ đồn tôi qua bằng diện kết hôn giả, Ốc Thanh Vân bất lực chia sẻ. Bên dưới bài đăng, nữ diễn viên còn để lại bình luận, cứu tôi bà con ơi. Nhiều người không khỏi bức xúc thay nữ diễn viên và khuyên Ốc Thanh Vân không nên quan tâm những tin đồn tiêu cực này mà ảnh hưởng cuộc sống. Trước đó, Ốc Thanh Vân cũng phải phân trần về tin đồn ly hôn ông xã sau nhiều năm gắn bó. Nữ diễn viên khẳng định vợ chồng vẫn mặn nồng, hạnh phúc. Do tính chất công việc và cần người chăm lo cho mẹ cô nên vợ chồng nữ diễn viên phải tạm thời sống xa nhau. Hiện tại cô chủ yếu ở Australia cùng các con, còn chồng vẫn sống ở Việt Nam, mỗi tháng qua thăm vợ con một thời gian rồi về. Việc anh còn ở Việt Nam là vì cần chăm lo cho mẹ ruột của cô, mẹ tôi nhiều tuổi rồi. Phải chi mẹ khỏe mạnh thì tôi đưa mẹ sang đây luôn. Nhưng mẹ tôi gần đây yếu lắm, bị đau ở đầu gối nên không tiện đi lại. Nữ nghệ sĩ khẳng định cô đi nước ngoài định cư không phải vì cú sốc nào. Tôi đi định cư không phải vì có nhu cầu đổi đời hay vì sốc tâm lý gì cả. Tôi nghĩ sự thay đổi này phù hợp với cuộc sống của mình và các con. Ốc Thanh Vân và các con đã ổn định cuộc sống tại Australia. Cả ba hiện đang sống trong căn nhà khang trang với thiết kế 2 tầng, phòng ngủ và các không gian sinh hoạt chung chủ yếu ở tầng 2. Tại tầng 1, nữ nghệ sĩ sử dụng làm lớp dạy yoga với sức chứa tối đa 10 người. Đây cũng là nơi Ốc Thanh Vân livestream bán mỹ phẩm. Nữ nghệ sĩ vẫn điều hành công việc kinh doanh tại cả Việt Nam và Australia. Trong khi đó, ba con của cô đã đến trường, hai bé còn được học vượt cấp. Cô khẳng định dù các con đã thay đổi môi trường sống nhưng cô vẫn để cả ba con giữ tên tiếng Việt chứ không đổi sang tiếng Anh. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cô cho biết bản thân cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mới định cư ở Australia. Đương nhiên khi làm quen với cuộc sống mới, môi trường mới thì không dễ dàng. Mặc dù đôi khi mình cảm thấy rất đuối, nhưng vẫn phải tự động viên rằng mình ổn. Mình đang rất vui. Người đẹp tạm rời xa showbiz để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Dù ít có cơ hội làm nghề nhưng Ốc Thanh Vân chia sẻ sẽ luôn cống hiến hết mình trong khả năng có thể. Hiện tại tôi không còn làm nghệ thuật như khi còn trẻ nữa, nhưng khi cầm trên tay tấm giấy mời tới lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, tôi hiểu rằng mình làm nghệ thuật không phải vì cá nhân. Tôi nhận thấy mình có trách nhiệm làm đẹp cho nền nghệ thuật nước nhà. Hiện tại, tôi có cơ hội giới thiệu về nền nghệ thuật Việt Nam đến các quốc gia khác, cụ thể là Australia. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng dù hiện tại có ít cơ hội làm nghề, tôi vẫn sẽ làm những điều thật tử tế, hết lòng cho nghề nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.